Ba Mập xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đến với video tiếp theo của Ba Mập nha. Sắp Tết rồi thì Ba Mập xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý nha. Tình hình kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thì thời điểm này về gần về cuối năm rồi. Năm nay là giống như bỏ đi rồi. Kinh tế nó vẫn chưa có cái gì mà thấy mà tiến triển hết. Không biết là sắp tới là qua Tết dường là qua năm thìn rồi, không biết thì nó có cái gì thay đổi hay không. Chứ bây giờ đây cả nhà thấy không? Trước tiên ở đây là một cái kho nè, cho thuê kho nè, cho thuê nguyên một cái kho luôn. Đó, kho ngay quốc lộ 1A, ngay cầu này là như cầu trước là cầu vượt tỉnh lộ 10 này. Để mình tới đây coi. Đây là, cho thuê nguyên một cái kho luôn. Bóng đèn ba cái trăm ngàn. Chủ nhật mấy cái xưởng này, mấy cái chỗ bán này, máy công cụ gì hết trơn. Rồi, ngã tư là Hương Lộ 2 cả nhà ơi. Cầu vượt Hương Lộ 2. Đó. Không phải tỉnh Lộ 10. Dọc dọc cái khúc này là chuyên bán máy móc, máy cũ, ba đồ cũ tận dụng lại, bán nhiều lắm. Tiệc sinh nhật, tiệc sinh nhật tổ chức này vui quá. Thành phố Hồ Chí Minh thì đặt mục tiêu là năm nay là trong quý 1 thôi là phát triển là 7.5 đến 8%, quý khả thi hay không. Nhưng bây giờ một nửa tháng đầu tiên của quý 1 rồi thì nó vẫn chưa có gì gọi là tín hiệu gì khả quan tích cực hết. Đi đâu cũng vậy hết, mọi nơi mọi chỗ đều như vậy hết. Rồi cho thuê nguyên cái mặt bằng luôn, bự chà bá luôn, bên tay phải nè, cho thuê nữa. Mấy cửa hàng đây cho thuê nó viết bằng ấy không, đây cho thuê nữa nè, viết bằng bút lông hay là gì, giấy sơn không, bởi nhìn vô phải nhìn kỹ mới được. Đây là cho thuê nhà nữa nè, nhà thấy không. Đây là nguyên cái xưởng, cái nhà cho thuê nữa nè. Đây nữa, rồi quá trời luôn á. Mình nói chung là mình người con của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thì mình cũng hy vọng cơn bão khủng hoảng kinh tế rồi cho thuê nữa. Ở đây nó như vẽ bằng sơn rồi, bởi nhà cho thuê nữa kìa, lâu lâu mới có chỗ dán giấy. Ở đây có mấy chỗ chơi khóa bằng điện, bởi nhiều khi để luôn cửa có điện nguy hiểm, đừng đụng vô. Nói chung là mình hy vọng thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn này nó vượt qua được cơn khủng hoảng này, nó dùng mau sớm vượt qua, chứ để mà cái cảnh tượng này thì nó ảnh hưởng tới nhiều thứ.
bao nhiêu ngàn công nhân lũ lượt từ cách nay từ đầu năm luôn rồi chứ, rồi cách nay mấy tháng nữa là lũ lượt kéo nhau về quê. Mà cả nhà cũng biết rồi, công việc ở dưới quê thì nói gì chứ nó đâu có thể nào mà đáp ứng được. Bao nhiêu năm nay là chỉ có Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, rồi Đồng Nai rồi là công việc nó nhiều nhất rồi. Đây nếu cầu Bình Thuận à, kênh cải tạo kênh Tham Lương, cầu Bình Thuận dưới là cải tạo kênh Tham Lương. Cho thuê nhà trọ kho xưởng 100 đến 1.000 mét vuông, cái này chắc cò quá. Nhà trọ cho thuê còn phòng, rồi cho thuê nguyên cái xưởng luôn. Nhà trọ năm nay thì cũng vậy, sống vào công nhân, mà công nhân về quê hết rồi là nhà trọ cũng là chủ nhà trọ méo miệng hết. Có những nhà trọ thì bị tình trạng là giờ họ về quê mà giờ họ không có tiền, họ trốn về luôn, trốn ra khỏi phòng trọ trong đêm luôn. Cho nên nói lúc làm ăn được thì không thấy gì, lúc khó khăn thì thôi chứ. Rồi ơi, cho thuê Tân Kỳ Tân Quý rồi, cho thuê nguyên cái mặt bằng bên tay phải luôn, mặt tiền Tân Kỳ Tân Quý quốc lộ luôn, cho thuê kho xưởng. Bây giờ làm ăn đang làm ăn được thì 1-2 triệu, 3 triệu thì nó không là vấn đề, chứ còn khi mà đi làm không được ở nhà thời gian thì 1-2 triệu, 3 triệu là cả một vấn đề lớn luôn á, tìm đâu ra. Nhiều người giờ muối mặt mà phải làm liều để trốn nhà trọ đi về thôi, bởi chủ nhà trọ mà mất tiền trọ thua luôn, chịu. Nói chung là rơi vào cái thế rồi, thế khó luôn, thế quá khó luôn, thế khó bình thường. Cho thuê kho tại đây nữa, trời, bên tay phải đó. Tính ra là nãy giờ nhiều ghê luôn á. Bên khúc Tân Tạo nó hay có ở đây là cái kho ve chai nè cả nhà. Kho ve chai tùm lum gì cũng bán hết trơn. Đậu đóng này muốn vô lựa, vô lựa rồi cân ký. Khúc Bình Hưng Hòa, Bình Tân nó hay có. Không biết họ nhập về, chắc nhập về từng công sao, công container quá, xong có đầu họ đâu đóng đại à. Cứ vô lựa, lựa xong rồi cân ký, ví dụ họ tính ký nhiêu đó, đó đây là dòng gào dọc đây quá trời luôn á. Cho đây là cho thuê bãi luôn nè, nguyên cái bãi này cho thuê luôn, dài thằng lòn luôn, dài 40-50 mét luôn chứ bộ. Cho thuê kho xưởng. Kho xưởng cho thuê quá trời luôn. Đây là có đổ đóng rồi cả nhà. Đổ đóng là ai cũng vô lựa lựa. Lúc này là phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Hai bên này là đa số là bán mấy cái kho là bán đồ cũ, máy cũ. Đó, chắc đóng rồi.
Từng khúng, từng khúng, từng khúng mà. Qua khỏi cái khúc này á, thì tới cái khúc là chiên đá, đá hoa cương, granite thì tùm lum hết. Cho thuê kho xưởng. Đây xe giường nằm 5A. Ở thuê chỗ này à. Rồi cũng này bán máy cũ đồ cũ quá trời luôn cả nhà ơi, giống như cái chợ ve chai luôn. Chợ ve chai nhưng mà dùng được chứ không phải là không dùng được. Nói chung là đồ này là đồ hữu dụng hết. Rồi, cái nồi áp suất coi. Nói chung là ba cái đồ là có cái để dùng hết chứ không phải là dùng được. Mình nói vui là ve chai thì thôi chứ không. Đồ mà họ sử dụng được rồi, có hơi bằng bự chà bá luôn. Rồi ở đây luôn nữa. Cho thuê luôn. Xưa giờ là cái mặt bằng ở mấy cái quốc đài cao quốc độ 1A này là không bao giờ mà chống nổi luôn á. Hiếm, rất là hiếm luôn á. Mà bây giờ thì hàng loạt luôn. Hàng loạt cái chỗ trống. Rồi cho thuê nó mới đi qua bên tay phải nữa, cho thuê tiếp. Đây cho thuê nhà nữa nè. Đây anh trước mặt là ngã tư Gò Mây rồi. Đúng rồi, cầu vượt Gò Mây. Lên cầu vượt Gò Mây. Quốc lộ 1A này cái đoạn như đoạn từ Suối Tiên đổ dài tới Tân Tạo, qua khỏi Tân Tạo như gần tới cầu Bình Điền chưa, là hồi xưa họ kêu là xa lộ Đại Hàng, không biết là sao hồi xưa đặt là xa lộ Đại Hàng, rồi sau này nó thông luôn là kêu là quốc lộ 1A, là cái đoạn này đổi tên là quốc lộ 1A luôn. Rồi ngày chủ nhật thấy buôn bán ở quốc lộ 1A là thấy đóng đuối xa lộ Đại Hàng. Nãy giờ mình quay là từ đoạn Hương Lộ 2 đổ về đây là về tới chắc về tới ăn sương. Phút này thì nó vào nó ít máy móc rồi mà phút này chuyển qua làm kho đá. Kho đá ra nít mắc bồ. Đông ấn. Cho thuê. Cho thuê, cho thuê. Ấy cho thuê. Rồi, cho thuê mặt bằng nữa. Cho thuê mặt bằng. À,
ở đây là ngã tư nó 1A, quốc lộ 1A nói liền với cái đường hình như mà một bên tay phải là khu công nghiệp Tân Bình, bên tay trái là khu công nghiệp Vĩnh Lộc rồi. Đúng rồi, tại ưu tiên quốc lộ 1A mà con. Cầu Bình Phú Tây, cái đây là cái cầu Bình Phú Tây nha cả nhà. Nước nó đang thổi lùi luôn. Kho đá Hòa Khương, Đông Kha, Nam Kha. Đông Kha, kế bên Nam Kha. Chắc hai anh em rồi đã ra đến mắt bồ on oxy oni ít chứ không phải oxy. Bên ta phải là dựa qua qua kiển rồi, mấy cái chậu đẹp quá. Dựa qua kiển đẹp quá bọn. Giá nó cũng trên trời vậy đó, mua không nổi. Ở đây là cho thuê nữa cả nhà ơi, bên này cho thuê nhưng mà ấy rồi, đây cho thuê nữa nè, cho thuê luôn, mới sạch sơn. Đá Hoa Cương đó mắc bồ quá trời luôn, granite mắc bồ. Cho thuê nhà nguyên căn nữa, ở đây cho thuê 2 căn 3 căn luôn. Wow. Đây là trước mặt là ngã tư Phan Văn Hớn cả nhà. Quẹo phải thì ra Trường Chinh, quẹo trái là vô chợ Bà Điểm đi về ngã Ba Vòng. Bên phải Phan Văn Hớn ngày xưa nó là đường Thuận Kiều. Sau này đổi tên là Phan Văn Hớn luôn. Chủ nhật và tình hình mua bán ở đây là thua luôn á. Cho thuê co gia công ăn quen, gặp ăn quen. Rồi mấy cái cây này không ai tưới hết trơn, vợ héo hết trơn, bông hoa phía dưới héo hết trơn rồi. Cho thuê mặt bằng nguyên mặt bằng bự luôn cả nhà ơi. Tính ra ở bằng cái cho thuê mặt bằng đó là 2 căn luôn. Đúng rồi, quá rộng mà. Một cái bãi thì đúng rồi, chắc có thể là đắt quá luôn. Thank you.
Đó, trước mặt chúng ta là ngã tư An Sương à. Quẹo phải về Trường Chinh vô trung tâm thành phố, quẹo trái thì về Củ Chi, thị trấn Củ Chi, Tây Ninh. Còn đi thẳng An Sương này á thì đi ngã tư ga Suối Tiên, miền Đông, Đồng Nai, Bình Dương hoặc là ra miền Trung, miền Bắc rồi luôn. Còn bây giờ mình bọc cái dòng xe này mình sẽ quẹo tới trái. Rồi, ngay dốc cầu rồi, cho thuê bằng bằng luôn. Tại đây cho thuê nhà nguyên căn luôn, gần ngã tư luôn. Ở đây mà thôi chứ, ở khu An Sương này là thôi xưa giờ làm gì có buôn bán ế ẩm được. Tranh nhau mà mướn mà. Bên tay trái bên kia là bến xe An Sương cả nhà. An Sương, ngã tư An Sương thì đây nó có cái hầm cầu vượt ở dưới luôn. Đó, ai muốn đi qua bến xe An Sương thì đây phía trước nó có cái cầu đi bộ luôn. Đây là cầu bộ hành đi qua bên bến xe An Sương. Bên phải là nhà máy xưởng Việt Hưng. Có đèn xanh đèn đỏ vậy, ai mà muốn quay đầu là về lại bến xe An Sương lại quay đầu chỗ đó. Hướng mình đang đi là hướng đi về Củ Chi Tây Ninh thôi. Này là quốc lộ 22. Quốc lộ 22 mình đi về Củ Chi Tây Ninh. Nhưng mà mình đi tí xíu nữa thôi. Ghé à. Mình tới phía trước đó, mình ngã tư Trung Chánh đó, mình sẽ quẹo vô ngã tư Trung Chánh. Bên tay phải là Toyota An Sương. Cho thuê bán 3.900 m² đất, kinh khủng luôn á, 3.900 m², gần 4 công đất, 4 công ở miền
Bên tay phải là trung tâm văn hóa thể thao quận 12. Trước mặt là ngã tư Trung Chánh là đây. Xe hai bánh là được quẹo, quẹo phải rồi, mình quẹo phải mình vô đường Nguyễn Thủ rồi. Đường Nguyễn Anh Thủ cái khúc này là người ta giống như mà cái đường này chuyên bán nhiều quần áo, khúc này bán quần áo nhiều lắm, bởi ta kêu là phố thời trang ở Hóc Môn quận 12. Nhưng mà đi chung với cũng phục vụ khủng hoảng kinh tế thì nó giờ nó cũng đồng cảnh ngộ luôn. Đây trước mặt là cố mắt đây, cố mắt mà lúc mà chưa khủng hoảng kinh tế mà chưa gì hết luôn là cố mắt này là nói thôi rồi đó, thứ bảy chủ nhật rồi ngày thường buổi tối rồi, nhất là thứ bảy chủ nhật rồi thôi luôn á, chăm vô luôn á, chỗ đậu xe là kiếm chỗ đậu luôn á, bây giờ thì dắt hoa luôn. Bên tay phải là cao đẳng giao thông vận tải, trường cao đẳng giao thông vận tải. Rồi, xe rác giờ này họ lấy rác hôi rình luôn. Rồi trang trí Tết này. Thấy trang trí Tết là thấy là nông nao liền. Còn có 20 ngày nữa. Mười mấy 20 ngày nữa là Tết rồi. Cho thuê mặt bằng khu này rồi, nó bằng ngang đường bé thì cách chạy xe nó bằng ngang đường, nó bằng xéo xéo dễ chạy, nó bằng thẳng đứng luôn. Giờ này chưa lên đèn thấy phố thời trang không có gì hết. Chung là khủng hoảng kinh tế nó ảnh hưởng ghê gớm luôn, giá cả lên thất nghiệp tầm trọng, bởi giờ cái gì họ cũng thắt lưng buộc bụng hết, siêu thị các cửa hàng đâu vắng. Mình quẹo quẹo vô đây có cái đường nhỏ nhỏ ở đây, phố ăn vặt ở đây. Chuyên bán đồ ăn vặt. Tại đây nó có hai cái trường, trường cấp 2 trường cấp 3 mặt trước bên tay phải đây. Trường Trung Mỹ Tây với trường Nguyễn Hữu Cầu, với phía sau lưng đây nó có hẻm nhỏ nhỏ vậy là tập trung đồ ăn vặt. Trà sữa, bánh tráng. Đủ thứ hết trơn. Rồi ra rán thì nước ép trái cây. Đây là nguyên cái khúc này trước là bắt đầu trà sữa. Đó, trà sữa, trà nhâm giả tay, tà lơ hết. Ê, trà sữa candy tea.
ơi, video của mình xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Năm mới chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ở đây trước là ngã tư Tô Ký, Nguyễn Hữu Cầu đây. Quẹo trái lên Long Môn, quẹo phải về Gò Vấp đây. Bye bye, see you again.